Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn Trong video ngày hôm nay Thắng xin được chia sẻ Đề thi trắc nghiệm lý thuyết lái xe California năm 2025 Gồm 760 câu đề thi của DMV Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng Và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng Xin cảm ơn tất cả mọi người Đề thi trắc nghiệm số 5, câu 161 đến câu 200. Câu 161. Tại sao bạn phải nhập làn bên phải khi có một chiếc xe bám sát phía sau bạn? A. À, tham gia vào cuộc đua với người bám đuôi. B. Để những người bám đuôi vượt qua an toàn. C. Để duy trì tốc độ hiện tại của bạn. Đáp án B. Để người bám đuôi vượt qua an toàn. Câu 162. Bạn nên dừng cách đường lây bao xa khi có tàu đến? A. từ 5 đến 15 phút. B. ít nhất 15 phút. C. không quá 10 phút. Đáp án B. ít nhất 15 phút. Câu 163. Nguyên nhân chính dẫn đến việc lái xe mất tập trung? A. đèn nhấp nháy. B. điện thoại di động. C. biển quảng cáo trên đường cao tốc. Đáp án B. điện thoại di động. Câu 164 Khi lái xe trên mặt đường trơn như tiết hay băng bạn nên A. Chuyển sang số thấp trước khi xuống dốc B. Đạp thắng để giữ nó khỏi bị đóng băng C. Lái nhanh hơn để qua vùng chân chờ Đáp án A. Chuyển sang số thấp trước khi xuống dốc Câu 165. Sử dụng điện thoại di động là không an toàn và bất hợp pháp khi A. Chỉ sử dụng điện thoại di động khi cần thiết và ở chế độ lạnh tay B. Người lái xe chỉ được gạt hoặc chạm một lần vào thiết bị được lắp trên xe C. Cầm tay và sử dụng điện thoại như bình thường Đáp án C. Cầm tay và sử dụng điện thoại như bình thường Câu 166. Nhân viên cảnh sát ra hiệu cho bạn lái xe tiếp khi có đèn đỏ bạn nên A làm xe nhân viên cảnh sát B. Đợi đèn xanh mới lái tiếp C. Không làm theo vì yêu cầu xung đột với tín hiệu giao thông Đáp án A. Làm theo nhân viên cảnh sát Câu 167 Khi đậu xe song song với lề đường trên đường bằng phẳng A. Bánh trước của xe phải quay ra đường B. Bánh cái xe của bạn phải nằm trong phạm vi 18 in tính từ lề đường C. Một trong hai bánh sau của bạn phải chạm vào lề đường Án B. Bánh xe của bạn phải nằm trong phạm vi 18 in tính từ lề đường Câu 168. Khi lái xe, bạn nên nhìn phía trước xe của bạn khoảng A. 5 đến 10 giây B. 10 đến 15 giây C. 15 đến 20 giây đáp án B 10 đến 15 giây câu 169 xe của bạn va chạm nhẹ với một chiếc xe đang đậu và bạn không thể tìm thấy chủ sở hữu bạn phải A à, để lại ghi chú với tên số điện thoại và địa chỉ của bạn trên xe đó một cách an toàn B báo cáo vụ va chạm cho cơ quan pháp luật C cả hai ý trên đều đúng đáp án C cả hai ý trên đều đúng Cao 170 tại giao lộ đèn xanh nhưng có nhiều xe đang cản ở phía trước bạn nên A. tránh băng qua giao lộ cho đến khi giao thông thông thoáng. B. đi vào giao lộ và đợi cho đến khi giao thông thông thoáng. C. nhập vào một làn đường khác và cố gắng đi vòng qua các phương tiện. Đáp án A. tránh băng qua giao lộ cho đến khi giao thông thông thoáng. Câu 171: Nếu bạn lái xe nhanh hơn các xe khác trên đường có một làn mỗi chiều và liên tục vượt các xe khác, bạn sẽ A. đến nơi nhanh và an toàn hơn. B. tăng khả năng gặp tai nạn của bạn. C. giúp ngăn ngừa tắc nghẽn giao thông. Đáp án B. tăng khả năng gặp tai nạn của bạn. Câu 172: Việc đậu xe của bạn là bất hợp pháp khi A. trên lối đi qua đường có vạch kẻ hoặc không có vạch kẻ đường B. Trong vòng 3 phút của đường lái xe vào nhà C. Trong làn đường dành cho xe đạp Đáp án A. Trên lối đi qua đường có vạch kẻ hoặc không có vạch kẻ đường Câu 173 Để lái xe an toàn A. À, luôn nhìn thẳng về phía trước B. Biết những gì đang xảy ra xung quanh xe của bạn C. Kiểm tra gương của bạn thường xuyên Đáp án B biết những gì đang xảy ra xung quanh xe của bạn. Câu 174. Bạn được phép rẽ trái qua vạch đôi liền màu vàng khi A vào hay ra khỏi lối đi hay đường tư nhân hoặc quay đầu. B bạn không được phép rẽ trái qua vạch đôi liền màu vàng bất cứ lúc nào. C khi bạn vượt qua xe khác. Đáp án A vào hay ra khỏi lối đi hay đường từ nhân hoặc quay đầu. Câu 175. Điều gì đúng về việc thay đổi làn đường hoặc hướng đi vào phút cuối? A. Chúng cho phép bạn đến đích nhanh hơn. B. Chúng làm tăng nguy cơ va chạm. C. Chúng giúp giao thông ổn định. Đáp án B. Chúng làm tăng nguy cơ va chạm. Câu 176. Tại sao bạn nên chừa nhiều khoảng trống hơn khi bám sát? Người đi xe máy trên đường sỏi a để tiết kiệm nhiên liệu, b để nhường chỗ cho xe khác, c để người đi xe máy có nhiều không gian di chuyển hơn. Đáp án c để người đi xe máy có nhiều không gian di chuyển hơn. Câu 177, bạn nên sử dụng đèn pha chiếu xa trong điều kiện nào? A trong thời tiết có sương mù, B ở vùng quê hoặc đường phố tối, C khi mưa lớn. Đáp án B ở vùng quê hoặc đường phố tối. Câu 178, bạn phải làm gì nếu chở hàng quá chìa ra hoài phía sau xe hơn 4 phít? A. Không lái xe trong phạm vi thành phố. B. Gắn cờ màu đỏ hoặc quỳnh quang màu cam 12 inch. C. Lái xe với tốc độ 25 dặm trên 1 giờ hoặc ít hơn. Đáp án B, gắn cờ màu đỏ hoặc quỳnh quang màu cam 12 inch. Câu 179, hàng hóa có thể nhô ra khỏi trắng bùng về xe bên phải xe của bạn bao xa? A, 6 inch, B, 10 inch, C, không được nhô ra. Đáp án A, 6 inch. Câu 180, bạn nên làm gì đến gần những nơi có bóng mát vào những ngày lạnh ẩm ướt? A. Tăng tốc để đạt độ bám trên đường tốt hơn B. Kích hoạt hệ thống điều khiển hành trình của bạn C. Đi chậm lại vì những khu vực này có thể che đi những đốm băng giá Đáp án C. Đi chậm lại vì những khu vực này có thể che đi những đốm băng giá Câu 181 Mục đích của hình tam giác màu cam và đỏ trên một số phương tiện A. Báo hiệu xe chạy chậm B. Nó cho thấy người tham gia giao thông dễ bị tổn thương C. Chứng tỏ xe đang chở vật liệu nguy hiểm Đáp án A. Báo hiệu xe chạy chậm Câu 182 Bạn luôn phải nhường quyền ưu tiên cho A. Đối với xe chạy chậm hơn B. Đối với người lái xe bắp còi C. Đối với xe chậm tám tan Đáp án C. Đối với xe chậm tám tan Câu 183 khi nào nên bấm còi khi lái xe? A. Để bày tỏ sự thất vọng với giao thông B. Để tránh va chạm hoặc cảnh báo nguy hiểm C. Chào hỏi những người lái xe Đáp án B. Để tránh va chạm hoặc cảnh báo nguy hiểm Câu 184. Ai phải nhường quyền khi có nhiều phương tiện tiến đến giao lộ chữ T không có kiểm soát? A. Xe đang tới từ bên phải trên con đường đi qua Tiếp tục đi thẳng B. Xe đang lẻ vào đường đi qua C. Xe đang tiến tới Từ bên trái đường đi qua Tiếp tục đi thẳng Đáp án B. Xe đang lẻ vào đường đi qua Câu 185 Khi nào bạn nên để người lái xe khác đi trước Ngay cả khi bạn có quyền ưu tiên A. À, khi nào nó giúp ngăn ngừa va chạm B. Khi đến nơi giao nhau Không có kiểm soát C. Chỉ khi người lái xe kia nháy đèn pha. Đáp án A. Khi nào nó giúp ngăn ngừa va chạm. Câu 186. Bạn có thể cẩn thận đi tiếp vượt qua đèn vàng liên tục nếu A. xe cấp cứu đang đến gần. B. bạn không thể dừng lại một cách an toàn. C. bạn tăng tốc vượt đèn đỏ. Đáp án B. Bạn không thể dừng lại một cách an toàn. Câu 187 làn đường dành riêng để phải cho phép bạn lễ mà không cần A. Báo hiệu B. Nhường đường cho người đi bộ C. Dừng lại Đáp án C. Dừng lại Câu 188 Hậu quả của việc rời khỏi hiện trường vụ tai nạn mà không dừng lại A. Hình phạt nghiêm khắc nếu bị kết tội tâm xe rồi bỏ chạy B. Mức phạt giao thông tiêu chuẩn C thư cảnh cáo của DMV. Đáp án A, hình phạt nghiêm khắc nếu bị kết tội tông xe rồi bỏ chạy. Câu 189, bạn nên làm gì nếu gặp sương mù dày đặc khi đang lái xe? A, tăng tốc độ để khu vực nhanh chóng thông thoáng. B, sử dụng đèn pha chiếu xa. C, cân nhắc việc dừng lại trên đường và chờ điều kiện cải thiện. Đáp án C cân nhắc việc dừng lại trên đường và chờ điều kiện cải thiện. Câu 190. Điều gì thường gây ra hiện tượng bánh xe bị bó cứng gây trượt xe? A. Nước động hoặc chỗ đóng băng. B. Phanh quá gấp khi bạn đang đi quá nhanh. C. Đi quá chậm. Đáp án B. Phanh quá gấp khi bạn đang đi quá nhanh. Câu 191 bạn đang lái xe và có những xe khác đang chạy ngược lại bạn bên trái và một hàng xe đậu bên phải của bạn, bạn nên lái. A. Gần những xe đang chạy ngược lại bạn hơn là những xe đang đậu. B. Gần những xe đang đậu hơn là những xe đang chạy ngược lại bạn. C. Lái ở giữa khoảng cách từ những xe đang chạy ngược lại bạn và những xe đang đậu. Đáp án C, lái ở giữa khoảng cách từ những xe đang chạy ngược lại bạn và những xe đang đậu. Câu 192. Nếu bạn bị bắt vì lái xe trong lúc say rượu và bạn không cho thử nồng độ rượu cho máu BAC của mình, A bạn sẽ bị treo bằng ít nhất 1 năm. B bạn sẽ không bị treo bằng hoặc thu hồi bằng lái ngay lập tức. C bạn có quyền liên lạc với luật sư trước khi cho thử Đáp án A. Bạn sẽ bị treo bằng ít nhất một năm Câu 193 Bạn sắp quẹo phải từ một làn chỉ được phép quẹo phải Khi mũi tên màu vàng bật lên cho làn đó bạn phải A. Chuẩn bị để tôn trọng đèn kiểm soát giao thông sắp đổi B. Trong chừng người đi bộ rồi quẹo cẩn thận C. Dừng xe chứ không quẹo trong bất cứ trường hợp nào Đáp án A. Chuẩn bị để tôn trọng đèn kiểm soát giao thông sắp đổi. Câu 194. Cách nào sau đây là đúng để đổi làn đường? A. Báo hiệu, nhìn kính chiếu hậu, rồi đổi làn đường. B. Báo hiệu và nhìn ra sau, qua vai trước khi đổi làn đường. C. Nhìn kính chiếu hậu, rồi đổi làn đường. Đáp án B. Báo hiệu và nhìn ra sau vai trước khi đổi làn đường. Câu 195. Bạn có thể lái xe ra khỏi mặt đường để vượt qua một chiếc xe khác. A. Nếu xe trước đang quẹo trái. B. Nếu có từ hai làn đường trở lên cho xe chạy theo chiều bạn đang chạy. C. Không bao giờ được phép làm như vậy. Đáp án C. Không bao giờ được phép làm như vậy. Câu 196. Câu nào sau đây là đúng về vận tốc lái xe? A. California không có luật về tốc độ tối thiểu. B. Tốc độ càng nhanh bao nhiêu, bạn càng khó điều khiển xe bấy nhiêu. C. Được phép vượt quá tốc độ tối đa ghi trên bảng để qua mặt một chiếc xe khác. Đáp án B. Tốc độ càng nhanh bao nhiêu, bạn càng khó điều khiển xe bấy nhiêu. Câu 197 trên xa lộ bạn nên nhìn phía trước xa hơn so với lúc lái xe trên đường thành phố A để sớm thấy những gì có thể nguy hiểm. B vì cần 1 phần 4 dặm mai để dừng xe an toàn C vì giúp bạn có thể theo kịp dòng xe lưu thông Đáp án A để thấy sớm những gì có thể nguy hiểm xảy ra Câu 198 Một người đi bộ bắt đầu băng qua đường sau khi có đèn báo hiệu Do not walk, đừng đi Bắt đầu nhấp nháy Người đó đang ở giữa đường thì đèn bạn đổi sang màu xanh, bạn nên A. Thận trọng lái vòng qua người đi bộ. B. Chạy tới nếu người đi bộ không ở làn đường của quý vị. C. Chờ cho đến khi người đi bộ đó băng qua đường trước khi chạy tới. Đáp án C. Chờ cho đến khi người đó băng qua đường trước khi chạy tới. Câu 199. Bờ lề sơn màu xanh dương có nghĩa gì về việc đậu xe? A được phép đậu xe trong một thời gian ngắn nếu quý vị ngồi chờ trong xe. B người khuyết tật được phép đậu xe mà không cần dấu hiệu hoặc bản số đặc biệt. C người khuyết tật được phép đậu nếu có dấu hiệu và bản số đặc biệt. Đáp án C người khuyết tật được phép đậu nếu có dấu hiệu hoặc bản số đặc biệt. Câu 200. Bạn được phép quẹo trái khi đèn đỏ từ 1A, đường một chiều vào đường 2 chiều b đường một chiều vào đường một chiều c đường hai chiều vào đường một chiều đáp án b đường một chiều vào đường một chiều